Không quản ngày đêm, các thành viên tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng thị trấn Phong Thổ đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để tuyên truyền vận động giám sát các đối tượng trong công tác phòng chống dịch. Hàng ngày, các thành viên trong tổ rất tích cực tuyên truyền, nhắc nhở mọi người phải nâng cao ý thức phòng chống dịch, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Cùng với đó, tổ giám sát trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà, hỗ trợ mua nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, đồng thời kiểm soát chặt chẽ biến động nhân khẩu trên địa bàn. Tôi là thành viên của tổ COVID cộng đồng, nằm trong đội tổ tự quản, thì có nghe trong thôn, trong tổ dân phố là có ca F1 tiếp xúc với F0, thì chúng tôi cũng đến nhà và hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ sức khỏe. Rồi có tư vấn là tránh tiếp xúc ra chỗ đông người này, hạn chế ra ngoài này, với lại có vấn đề gì thì chúng tôi đến nhà chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ về vấn đề gọi là nhu yếu phẩm cũng hỗ trợ luôn. Vâng, và cũng tư vấn cho dân xung quanh là có người lạ từ ngoài tỉnh đến thì cũng có nhắc nhở là đến trung tâm hoặc là trạm y tế để khai báo. Đối với thị trấn Phong Thổ cũng đã đề cao xây dựng các kế hoạch chiến lược và công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, và đảm bảo khi phát hiện các ca phòng chống dịch như thế này và các ca dịch ở trên địa bàn thì tất cả các tổ cộng đồng và cũng như trung tâm chỉ huy và ban chỉ đạo đều sắn tay vào để chung tay cùng tất cả người dân đều phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, đảm bảo công tác trên địa trấn Phong Thổ để đảm bảo không để dịch lây lan trong cộng đồng. Để kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn, các tổ COVID-19 cộng đồng tại các xã, tổ dân phố, thôn bản đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân để bà con không hoang mang, dao động mà nhận thức đúng đắn, chủ động cung cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng vào cuộc chống dịch. Mặt khác, các thành viên thường xuyên vận động người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng kế hoạch để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn. Hiện nay thì trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Phong Thổ nói riêng thì tình hình đại dịch COVID cũng đang diễn biến phức tạp và khó lường. Trong thời gian tới, đặc biệt là cái dịp Tết Nguyên đán ấy, thì cái việc đi lại thăm thân trở về quê hương các cái công dân trên địa bàn huyện Phong Thổ và các cái công dân của địa bàn khác vào Phong Thổ thì số lượng sẽ tăng lên. Chính vì vậy chúng tôi ngay từ lúc này chúng tôi đã chỉ đạo các xã thị trấn rà soát các cái trường hợp đi từ nơi khác về, đặc biệt là các cái vùng dịch, thì khai báo kịp thời và tổ chức xét nghiệm test nhanh các trường hợp để chứng minh khẳng định cái khả năng lây nhiễm cũng như là có các cái biện pháp để chúng ta phòng trừ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi khuyến cáo bà con nhân dân vui xuân đón Tết nhưng không nên tập trung đông người mà vẫn thực hiện nghiêm cái yêu cầu 5K để đảm bảo được cái tính an toàn trong cái vấn đề đại dịch lây lan. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi tiếp tục phân ca phân kíp trực để xử lý những cái tình huống đột xuất để đảm bảo cho cái tính kịp thời trong vấn đề xử lý các cái dịch bệnh, và tăng cường công tác tuần tra các cái tuyến biên giới để chống xuất nhập cảnh trái phép để hạn chế cái lây lan dịch bệnh từ phía bên ngoài. Phát huy cái tổ quản lý COVID cộng đồng ấy là một cái yêu cầu cấp bách. Chúng tôi chỉ đạo rà soát, thống kê, lập danh sách và có số điện thoại để liên lạc. Và chúng tôi yêu cầu là các xã, thị trấn, các bản là có những cái phân trực, ca trực. Và chúng tôi tiến hành tập huấn cho các cái nhóm để làm sao mà có những cái phản ứng, rồi có những cái hành động kịp thời, quyết liệt khi có cái tình huống xảy ra. Với quyết tâm xây dựng mỗi xã thị trấn trở thành pháo đài và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, thời gian tới huyện Phong Thổ tiếp tục phát huy vai trò các tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn, qua đó tạo sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của nhân dân trong công tác phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân khi Tết Nguyên đán đang đến gần.